Wow, các bạn ơi, mình vừa nghe được một thông tin rất là cấp bách luôn. Đó là những con thú ở trong sở thú đã bị sổng ra khỏi ngoài sở thú nha. Bây giờ hãy theo chân mình đi tìm kiếm những con thú đấy nha. Bắt đầu, let's go đi thôi. Wow, đến nơi rồi các bạn ơi. Đây này, những con thú được chúng ta đã tìm kiếm này. Wow. Bây giờ mình sẽ liên hệ với những anh chàng xe chở thú để di chuyển những con thú này về với sở thú nhá. Bây giờ các bạn hãy đợi mình một chút nhá. Bây giờ mình sẽ đi liên hệ với anh xe tải chở thú nào. Ok. Mình sẽ làm một nhiệm vụ, đó là di chuyển những con thú này vào trong cái lồng sắt này nhá các bạn nhá. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở chiếc lồng ra này. Đầu tiên mình sẽ cho một bạn này. Wow, đây là một bạn sư tử nhá. Wow, cái này gọi là lion. Ok, bạn này có toàn bộ đều là màu vàng các bạn ạ, chúng rất là đẹp luôn. Ok, mình sẽ cho bạn vào lồng nhá. Và tiếp theo là mình sẽ cho một bạn đây. Wow, một chú hổ các bạn ạ, hổ vàng nhá. Đấy. Bạn này có một hàm răng trông rất là sắc bén luôn này, rất là tuyệt vời nhá. Đó, hai bạn nè. Đây, cũng là một bạn hổ luôn nhá. Bạn hổ này có lại cái màu đỏ các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ba bạn nữa nha. Và đây là mình sẽ cho một bạn này nữa. Wow, bạn này trông rất là ngầu luôn. Đó là bạn khủng long bạo chúa các bạn nha. Bạn này là có toàn bộ đều là màu cam luôn. Bạn này có hai cánh tay này, rất là nhỏ luôn. Đấy, hàm răng rất là nhiều răng luôn nha. Chiếc răng này rất là sắc bén này, quặng một phát là có thể đứt tay luôn các bạn nha. Wow, ok luôn. Rồi, chiếc xe này đã đâm đầy được các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tháo chiếc lồng này rồi nhá. Rồi, sẽ đặt sang đây nhá. Và bây giờ mình tiếp tục này. Cái bạn này này. Ngủ nắng nhá. Ok, tiếp theo là mình sẽ cho bạn này nữa. Wow, đây là một chiếc xe rất là nhỏ luôn. Nó cũng có một chiếc lồng màu trắng này, rất là đẹp luôn nhá. Mình sẽ cho bạn này là, wow, các bạn biết đây là bạn gì không? Đây là một bạn mèo Nam Phi nhá. Đó. Wow, một thân hình là có hai màu, màu xám và màu trắng sữa nha các bạn nhá. Đó, có một đôi mắt này, rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ok, mình sẽ đặt bạn vào trong này nhá. Wow, bạn này rất là to nên là chiếm rất là nhiều diện tích nhá. Và đây các bạn biết đây là bạn gì không? Đây là một bạn báo nhá. Đẹp luôn các bạn ạ, có bốn chiếc răng nanh này màu trắng này, được chưa? Ok, cho vào đây nhá. Và đây là bạn cuối cùng của chúng ta này. Wow, các bạn ơi, đây là một bạn ngựa, bạn ngựa nhá, ngựa vằn nhá các bạn nhá. Mình sẽ cho bạn lên luôn nhá. Rồi, bây giờ các bạn hãy theo chân mình sẽ đưa các bạn đi về sở thú nhá. Rồi, bây giờ anh cảnh sát sẽ hộ tống chúng ta đưa những bạn thú này về sở thú nhá. Đi thôi, let's go. Hello các bạn, vừa rồi mình vừa làm một nhiệm vụ là chở các bạn sở thú đi nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với công việc của mình, đó là giới thiệu những chiếc xe đồ chơi của mình nhá. Ok, đầu tiên mình sẽ bóc chúng ra này. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe rất là to luôn, đó là một chiếc xe tên lửa nha các bạn nhá. Bạn này có toàn bộ đều là màu xanh luôn. Và trên lưng bạn ấy là đeo ra một cái quả tên lửa nhá. Wow, một quả tên lửa có đầu đạn hạt nhân nhá, có màu đỏ này, rất là tuyệt vời luôn. Bạn này có 6 bánh xe nhá. Và bên trên là bạn ấy có một chiếc cản màu đen này và khoang cabin của bạn đây. Wow, rất là đẹp luôn nhá. Đúng chưa? Có cả bánh đà luôn nhá.
quay đi chưa? Rất là tuyệt vời nhá. Rồi, chúng ta tán ở đây nhá. Và tiếp theo một bạn nữa này. Wow, mình sẽ hủy hết cái xe của mình ra nhá. Đây, một chiếc xe giống hết cái chiếc xe bên này, nhưng mà chỉ khác là màu xe thôi các bạn ạ. Hai bạn nhá. Hai quả tên lửa to chưa? Rất là siêu to luôn, khủng luôn nhá. Màu chưa các bạn ơi. Phóng lên nhá. Mình sẽ hạ ảnh xuống này. Đẹp chưa? Rất là ngầu luôn nhá. Rồi, mình sẽ tiếp tục để các bạn sang bên này nhá. Rồi. Đây, mình sẽ tiếp tục các bạn. Wow, các bạn nhìn đây là một chiếc xe này. Một chiếc xe cứu hỏa thang các bạn nhá. Bạn này rất là xịn xò luôn. Bạn này có phần cặp đủ đỏ này. Và hệ thống đằng sau này có hệ thống đang là màu xám này. Ở bên trên là có một chiếc vòi phun nước nha. Ngầu chưa? Bây giờ mình sẽ quay chiếc thang lên nhá. Bây giờ mình sẽ bật đèn này. Tiếng còi hú rất là quen thuộc của chúng ta đúng không? Tiếng còi cần được giúp chúng ta để tránh đường nha, để bạn đi làm nhiệm vụ nha. Ngầu chưa? Rất là xịn nha. Bây giờ mình sẽ hạ chiếc thang xuống này. Ok, và bên cạnh đó bạn ấy có hai chiếc ống xả này, hai ống xả một màu sáng nha. Và đây là một chiếc gương chiếu hậu các bạn nha. Ngầu chưa? Kêu rất là to nhá. Ngầu chưa? Ok, di chuyển nhá, sang này nhá. Tiếp tục vào các bạn ơi. Xin giới thiệu bạn mình một chiếc xe rất là xịn luôn. Đó là một chiếc xe máy múc nha các bạn nhá. Chiếc xe máy múc của chúng ta rất là đẹp luôn. Có một màu cam này. Và chiếc múc của chúng ta cũng là màu cam nhá. Rất là to luôn, chiếc gầu của chúng ta này. To chưa? Các bạn ơi, đó. Và bạn này có thể xem màu vàng nhá. Rất là đẹp luôn. Và bên cạnh đó là có hai ống xả màu xám này. Và bên trên là đặc biệt luôn là chúng ta có 5 chiếc còi nhá. Ngầu chưa? Mình sẽ chuyển cái nút cắt cho các bạn xem nhá. Múc này, 2 múc này, 3 múc này. Chiếc xe chúng ta rất là ok luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển bạn ra công trường nhá. Ok, đi ra. Xin giới thiệu bạn, đây là một chiếc máy bay nhé các bạn nhá. Luxury luôn các bạn ạ. Chiếc máy bay của chúng ta có toàn bộ này là màu xanh này. Và bên cạnh đó là có 4 động cơ luôn nhá. Đây là của hãng Airbus nhé các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình di chuyển này. Rồi, tiếp theo cái nhân vật nào đây? Đây, mình sẽ giới thiệu chiếc xe này đi. Đó là một chiếc xe trần cẩu mini các bạn ạ. Này có khoang cabin đây là chúng ta có 6 bánh xe nhé. Bạn này là mang nhãn hiệu là 08 nhé các bạn nhé. Ngầu chưa? Của hệ thống chất nhé các bạn nhé. Chiếc xe này chúng ta cổng rất là nhiều đồ luôn các bạn ạ. Này là 60 độ lên các bạn. Và bây giờ mình cũng khá là đẹp rồi. Bây giờ mình xin phép được kết thúc video đấy nhé. Các bạn hãy đón chờ những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.